hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả anh em yêu xe máy nha. Thì chiếc xe này của mình đang quay là nó bị sinh cam rất là dùng, và cái bánh bơm nhớt nó cũng đã bị hư luôn rồi đây. Thì chúng ta khi mà bị sinh cam nó dùng quá thì chúng ta phải đi thay nhớt và thay sinh cam lại mới. Tại vì cái nhớt nhiều lúc chúng ta thay những cái nhớt bèo đó, nó dẫn đến sinh cam nó nhanh nóng và nó nhanh giãn, nhanh hư. Đây, tình trạng xe này là nó bị giãn sinh cam quá và bánh bơm nhớt đã hư. Đây. Thì khi mà sinh cam xe mình nó kêu quá, anh em nhớ tới thợ kiểm tra coi thử nó hư cái gì. Đây, cái ti bơm nhớt mà nó đã rớt là gì luôn. Thì sẵn đây hồi nữa mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn cách gắn cái bánh bơm nhớt này vô, gắn cái ti bơm nhớt này vô và cái bánh bơm nhớt này vô như thế nào, không cần bung cái bên lóc nồi nha. Đây, khi gắn vô á thì nó sẽ lòi cái ti này ra, chúng ta nhét một cái bánh bơm nhớt vô mới thì nó sẽ cứng ở đây đó, nó sẽ cứng ở đây. Thì mình sẽ cắt một cái ti này một nửa ra nha, cắt một cái ti này một nửa ra và chẻ nó ra thành một cái y một con vít dẹp, vít ba ke vít dẹp đó nha. Và chúng ta sẽ bỏ vô vặn vô lại là ok. Thì mình nói thôi, nhưng mình hồi mình sẽ làm cho mọi người xem, chứ mà người kêu con mà mình nói con mà không có làm để mọi người nói mình nữa. Đây, cái này cái ti ha, mình sẽ cắt đó và mình chẻ thành một cái đường vít dẹp, nó sẽ ngắn một khúc như vậy. Thì nó ngắn như đây thì nó chạy nó cũng không ảnh hưởng gì đến sợ tuôn gì hết nha. Đó, mình bỏ vô. Rồi tiếp theo thì gắn cái này vô thôi. Vô, gắn vô. Rồi lấy cái vít dẹp bằng vô, cái dẹp nhỏ đó. Vậy. Sao bạn vô sao bạn ra? Để tránh rồi. Đây em cầm đi, em cầm đi, anh nghe cầm gọi đi. Rồi siết chặt đây, siết chặt đây, siết mạnh lên. Rồi xong. Rồi thì khi mà sinh cam nó chạy thì nó sẽ quay chiều này, thì nó sẽ ngược lại với cái ốc bên kia, thành ra càng chạy nó càng siết chặt vô. Chúng ta không sợ nó tuột ra. Để thêm có một cái nắp bên đây nên nó chắn vô nữa thì nó sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Bên đây nó có một cái gù nè. Nó khi mà nó chạy nó cái phần bên đây nó sẽ tiếp bên đây, nó không chạy ra chạy vô, nên nó rất là an toàn, không sợ nó nhảy ra hay nhảy vô gì hết nha. Còn cái nhông thì mình mới vừa cạo ra thay cái nhông thì dên.